Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Phone Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gun El Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 26. Trong lúc tắm, Hong Hi Chu cúi xuống nhìn thân thể trần trụi của mình, chợt nhớ đến bức ảnh mà chồng yêu cầu, đôi tai bất giác đỏ ửng. Phải điên mới chụp lại mấy thứ như thế. Hi Chu lấy khăn lau vội mái tóc ướt xuống. Trở về phòng ngủ, cô đọc thông báo phỏng vấn của nhà xanh rồi luyện tập ngôn ngữ ký hiệu đã lâu không đụng đến. Bật video của Beck Sa ơn. Có lẽ do đã quen thuộc. Đúng là một thói quen không tốt. Về những nghi vấn, cơ quan công tố đang tiến hành điều tra nghiêm ngặt. Nghi vấn, điều tra nghiêm ngặt của cơ quan công tố đang diễn ra. Câu nói không mượt mà, từ ngữ cũng sai nữa có lẽ vì những từ này không phải ngôn ngữ thường ngày nên tay của cô không theo kịp tốc độ hi chu nhíu mày vẫy vẫy cổ tay dạo gần đây mọi chuyện chẳng suôn sẻ gì cơn bực bội vô cớ khiến cô ngã nhào xuống giường cô thiếp đi lúc nào không hay hi chu chợt cảm thấy một cơn lạnh buốt liền kéo chăn lên cái gì thế này không phải là chiếc chăn mềm mại mà là thứ gì đó cứng đơ vậy Hi Chu mò mẫm một vật cứng như đá, mơ màng mở mắt ra. Hoảng hốt, Hi Chu quăng vật đó ra xa. Ái, giọng nói lạnh nhạt mang theo vẻ mỉa mai không đúng lúc. Không tìm thấy em, nên tôi phải đích thân đến đây. Thứ cô đang kéo không phải là chăn, mà là một bàn tay lớn. Chăn không đắp, đèn cũng không tắt. Một người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Hi Chu. Một tay đốt túi quần, cổ tay vắt chiếc áo khoác. Người đàn ông đứng lười biếng, trông rất mệt mỏi. Trên truyền thông, anh ta lúc nào cũng hoàn hảo không tì vết, nhưng tại sao về nhà lại trở nên bị hoài thế này? Hi Chu nhìn sắc mặt anh, rồi ngồi dậy. Tỉnh rồi thì đi theo tôi. Hả? Hi Chu mở to hắt nhìn, anh ta nói thêm. Qua phòng tôi ngủ. May là tôi chưa xách em qua như vác hành lý. Anh ta nheo mắt nói khe mí mắt và giọng nói đều trở nên nặng nề, có vẻ rất mệt mỏi. Nếu không muốn, mang theo cái gối em thích cũng được. Bét xa ơn quay người bước đi, ánh mắt anh ta như thể thật sự sẽ bế cô qua, khiến Hi Chu vội vàng đi theo. Băng qua hành lang như một phòng triển lãm, bước vào căn phòng ngủ tối, mùi hương xạ hương tràn ngập khứu giác. Người đàn ông cởi cà vạt với vẻ chán trường, ánh mắt nhìn Hi Chu trông như quả trứng, Hi Chu giật mình vì lời xúc phạm bất ngờ. Với người khác cũng ngoan ngoãn như vậy à? Bảo em đến thì em đến, bảo đi thì em đi. Anh ta nhíu mày, vứt cà vạt sang một bên, ánh mắt ngạo mạn đó vừa mang sự trách móc, vừa xen lẫn sự tự trách. Hi Chu cảm thấy đôi mắt như đang âm ỉ cháy của anh ta thật xa lạ. Người đàn ông bước vào phòng thay đồ, chẳng mấy chốc chỉ còn mặc chiếc quần ngủ mỏng bước ra phần trên không biết đã vứt ở đâu. Nhìn đôi vai rộng hơn mình tưởng, vòng eo thon gọn cùng cơ bụng rắn chắc, Hi Chu bỗng thấy choáng váng. Cô vội cúi đầu, vì đoạn văn rất dài và dày đặc chi tiết, cần thực hiện tuần tự để duy trì sự chính xác, mượt mà. Bạn có muốn tôi tiếp tục phần còn lại ngay không? Từ lúc em chạy theo Hong In A khắp nơi, tôi đã chẳng ưa nổi em. Xem ra em học được mấy thứ xấu học sinh tiểu học mà đi chơi với học sinh trung học đúng là anh ta bất ngờ kéo mạnh chăn lên ra hiệu cho cô chui vào đáng lẽ tuổi này phải lo làm bài tập thế mà lại dính vào mấy thói xấu giữa những lời cằn nhằn của anh hy chu không tài nào tập trung nổi vì cơ thể trần trụi trước mặt sau khi chui vào chăn thứ bao bọc lấy cô không chỉ là chiếc đệm mềm mại mà còn là mùi hương của bét xa ơn tim cô bất chợt đập loạn lên tôi mong em có thể trưởng thành đúng với độ tuổi của mình nếu có thể hãy ở lại giai đoạn đó lâu hơn chút vì tuổi thơ luôn ngắn ngủi đến mức khiến người ta cảm thấy trống rỗng đến cả giọng nói cũng không có nếu cả tuổi thơ cũng bị cắt đứt chẳng phải quá đáng tiếc sao anh ta tách một tiếng tắt đèn những lời chỉ trích sắc bén cùng với bóng tối đâm thẳng vào lòng cô một bên giường lún xuống nặng nề khi anh ngồi xuống ngón tay của hi chu cứng đờ không thể cử động chẳng lẽ anh ấy quan sát từ xa lén nhìn và thất vọng một cách tùy tiện thì tốt hơn sao khi anh vượt qua ranh giới và tiến lại gần hi chu cảm thấy một cơn chóng mặt chưa từng có chỉ muốn chạy trốn trong chớp mắt một bóng đen khổng lồ phủ lên người cô nhưng mà kể cả khi gặp sao lại đụng phải loại người đó đầu gối của anh chen vào giữa hai chân hi chu làn da chạm nhẹ nhưng nóng bỏng đến khó chịu. Chỉ toàn chọn những thứ khiến người khác bực mình. Ánh mắt anh cúi nhìn Hi Chu vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo. "Tôi chỉ chán nên mới giúp em giải bài toán thôi, đúng không?" Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô. Hồng Hi Chu, ngay cả mắt cũng mọc dưới lòng bàn chân mà không biết. Dối loạn kiểm soát cơn giận, cùng lắm cũng chỉ là một tên tội phạm biến thái anh giận dữ quay phát đầu đi trong bóng tối hàng chân mày sống mũi và đường quay hàm sắc nét của anh lần lượt co giật em chắc chắn cũng rất thích thú nhỉ hong hi chu em chắc chắn đã chơi rất vui vẻ à cổ họng cô phát ra một tiếng rên kỳ lạ dù kẻ tống tiền đã chọc giận bét xa ơn đến mức đó anh cũng không chất vấn hi chu dù bản thân tức giận anh vẫn không tiết lộ rằng kẻ tống tiền đang giữ ảnh của em. Hi Chu ngây người ngước lên nhìn anh. Chẳng lẽ anh ấy muốn bảo vệ ký ức của mình sao? Trong khoảnh khắc im lặng nhìn nhau, anh là người phá vỡ tư thế trước. Người đàn ông khó chịu tựa chán vào cơ cổ rắn chắc của mình. Vẫn còn phảng phất mùi kem dưỡng da, anh lẩm bẩm mơ hồ. Ngay sau đó, Bách Sa ơn đột ngột đứng dậy quay về vị trí của mình người đàn ông quay lưng về phía cô trông vô cùng cố chấp đừng qua đây gì cơ hi chu chớp mắt giữa dư âm bất ngờ này tôi chưa từng ngủ chung với ai nếu trong lúc ngủ em đè lên tôi thì đừng nhịn cứ đánh tôi luôn hi chu ngơ ngác nhìn anh người đã hoàn toàn quay lưng lại đường cột sống lõm sâu và cơ bắp rắn chắc khẽ rung lên theo từng nhịp thở anh quay lưng về phía hi chu như thể đang cố gắng chối bỏ cô. Rõ ràng cô nhìn thấy rất rõ. Tại sao lại thế? Sự lạnh lùng mà cô cảm nhận bấy lâu nay, sao hôm nay lại khiến tim cô sao xuyến như vậy? Sự từ chối của anh, như thể một tình yêu chưa bao giờ có được, đang len lỏi vào cô. Chúc ngủ ngon. Đó là một đêm thật kỳ lạ. Nếu thực sự tổ chức đám cưới, cảnh tượng sẽ như thế này sao? Không chỉ là ký tên lên giấy tờ mà còn là một buổi lễ thực sự. Hi Chu mặc chiếc váy giả hội màu hạnh nhân, ngồi trên ghế bọc nhung. Là một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, cô luôn mặc những bộ quần áo không màu sắc để thể hiện rõ đôi tay. Hôm nay là lễ kỷ niệm 70 năm thành lập của tờ báo Sanyang. Các nhân vật chính trị và thương mại tụ họp đông đủ. Thật không quen chút nào, chiếc váy ôm sát người, rực rỡ như hoa đào này khiến Hi Chu cảm thấy không thoải mái. Cô bất giác chạm tay lên cổ, nhớ lại chuyện tối qua. Người đàn ông đã cảnh báo cô đừng đến gần, cuối cùng cả đêm trằn trọc, trời chưa sáng đã rời giường đi làm. Hi Chu cũng căng thẳng vì những tiếng động nhỏ nhặt. Mệt quá. Lúc này, từ phía cửa, những tiếng thì thầm của nhân viên truyền tới, từng đợt như sóng vỗ. Một bộ vest đen cao cấp, chiếc áo sơ mi không một nếp nhăn, cùng chiếc nơ thắt lịch sự và thanh nhã. Bét Sa ơn hoàn toàn phớt lờ những người đang lén lút chụp hình bằng điện thoại, thẳng bước tiến lại gần. Anh ta trông như một diễn viên đang dự lễ trao giải, cũng giống như một chú rể vừa bước vào sảnh cưới. Hong Hi Chu, giọng nói dịu dàng kéo Hi Chu về thực tại, cô lập tức đứng dậy. Người đàn ông trước mặt hơi nhướng mày, mái tóc được trải gọn gàng khiến anh ta càng thêm điển trai. Hi Chu có mái tóc ngắn bồng bềnh xếp lớp, tay đeo đôi khuyên nhỏ vừa khít, chiếc váy giả hội ôm sát lấy vòng eo và hông cô. Ánh mắt anh ta chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở chiếc túi sách mà Hi Chu đang siết chặt trong tay. Chẳng lẽ, anh ấy phát hiện ra điều gì sao? Tìm Hi Chu bất chợt đập loạn, như thể cô đang giấu một khẩu súng vậy. Mình đã mang chiếc điện thoại dùng để đàm phán theo, nhìn ánh mắt hơi nheo lại của anh, cô không khỏi lo lắng. Trời lạnh thế này mà để lộ cổ và vai, ai lại chọn cái mảnh vải tệ thế này chứ?" Anh ta lạnh lùng nhìn quanh, khiến các nhân viên trong cửa hàng đông cứng người. "Lấy cho cô ấy một chiếc khăn choàng." "Dạ." Quản lý đẩy nhẹ gọng kính, ngơ ngác hỏi. "Bên ngoài lạnh. À, ai để cô ấy ra ngoài như thế này?" "Dạ, cái, cái đó." Quản lý vội vàng ra hiệu cho các nhân viên. Không lâu sau, một nhân viên mang chiếc khăn choàng lông trắng từ đâu tới nhanh chóng choàng lên vai hi chu thế này được chưa ạ quản lý cẩn thận hỏi bét sa ơn khẽ nghiêng đầu bầu không khí căng thẳng khiến hi chu phải cúi gằm mặt ánh mắt cô rơi vào khoảng giữa chiếc nơ gọn gàng và ít hầu của anh cô không biết gương mặt anh lúc này không cảm xúc đến mức nào nhưng ít hầu ấy khẽ chuyển động nhìn giống như quả trứng chim cút từ nãy đến giờ anh ta cứ không rõ là đang mắng hay đang khen. Mặc dù anh ta nổi tiếng là thẳng thắn, nhưng câu nói này vẫn khiến người khác không hiểu nổi. Chương 27. Tầng 2 của một khách sạn tại khu tiểu cung, Seoul. Thú thật, ngay từ khi Hi Chu bước vào nơi này, cô đã cảm thấy bầu không khí áp đảo. Phó thủ tướng kinh tế, các bộ trưởng, những nhân vật quan trọng trong chính phủ như trưởng ban chính trị, trưởng ban xã hội cùng các nhân vật lớn trong giới chính trị, thương mại, tài chính, lao động, văn hóa, truyền thông và học thuật đều tụ họp tại đây. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy những người có mặt ở đây không phải là hạng soang. Ồ, con rể bét. Lúc này, Kim Hyun Hee đang tiếp đón khách ở cửa, liền quay đầu nhìn qua. So với con gái của mình, bà rõ ràng vui mừng hơn khi thấy con rể. Nghe nói nghị sĩ bét kết thân với nhật báo San Kyung, có đúng không? hôm nay là lần đầu tiên dẫn vợ đến dự tiệc phải không? Phải chăng nghị sĩ Beck đang chuẩn bị chính thức tranh cử Tổng thống? Những tiếng thì thầm to nhỏ không hẹn mà đồng loạt lọt vào tai Beck xa ơn. Ánh mắt tò mò nhanh chóng chuyển sang người phụ nữ đang khoác tay anh. Dù Hi Chu cảm thấy mình như nổi da gà, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Hôm nay cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Chỉ là một món trang trí mà thôi lúc này kim yun hy chen qua đám đông tiến tới trước mặt đôi vợ chồng trẻ sao hai đứa cùng đến vậy ta còn tưởng các con sẽ không tới bác khỏe không ạ à? dĩ nhiên là khỏe sao ta có thể không khỏe chứ dù lời chào hỏi của bác Sa ơn khá lạnh nhạt nhưng bà vẫn cười rất rạng rỡ nhưng mà con rể bác ta có thể mượn con gái của ta một chút được không người đàn ông hơi nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn gật đầu tuy nhiên hy chu theo bản năng nắm chặt lấy khuỷu tay của anh hành động vô thức của cô khiến khuôn mặt lạnh lùng đó chạm phải cánh tay đầy căng thẳng của cô tỉnh táo lại hy chu vội vàng buông tay nhưng bách xa ơn nhíu mày nhìn cô thật kỹ anh khẽ lẩm bẩm đừng đi ánh mắt của hai người giao nhau ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn như mọi khi nhưng có điều gì đó khác là giống như bất kể yêu cầu điều gì anh cũng sẽ đồng ý vậy. Hi Chu lắc đầu. Đây là ý nghĩ nực cười gì thế này? Cô lại nhẹ nhàng lắc đầu một lần nữa. Hi Chu à. Lúc này, mẹ cô xen vào, lập tức phá vỡ bầu không khí đầy tinh tế. Sao con có thể làm phiền cậu bếp như thế? Bà kéo Hi Chu về phía mình. Mẹ cô vỗ nhẹ lưng Hi Chu, ra hiệu với bếp xa ơn rằng không cần lo lắng. Người đàn ông đứng yên tại chỗ, nhíu mày gương mặt anh trông đầy bướng bỉnh khiến hi chu không thể không quay đầu đi con mẹ cô hạ giọng kéo hi chu đến một góc khuất dù vậy bà vẫn giữ nụ cười thanh lịch chào hỏi những người xung quanh chuyện của bố con rốt cuộc là sao đây nhưng khi chỉ còn lại hai người vẻ mặt bà lập tức trở nên dữ tợn như giả xoa nghe nói ông ấy đã chuyển đến viện dưỡng lão rồi tại sao cậu bác lại biết chuyện của bố con chẳng lẽ đã bị phát hiện? Hi Chu miễn cưỡng gật đầu, liền bị mắng xối xả. Cuối cùng con cũng để lộ ra chuyện của người bố đáng thương đó rồi. Khóe miệng của mẹ cô khẽ run lên. Chuyện này có gì đáng để khoe chứ, lại bị cậu bé phát hiện nữa. Nếu bị người ta nghĩ rằng con là kẻ mưu mô đứng sau chăm sóc cho chồng cũ thì sao đây? Nếu chủ tịch Hong mà biết chuyện, sẽ thế nào? Mẹ đã che giấu ông ấy để ủng hộ con rồi. Đây là sự khoan dung cuối cùng của mẹ. Bà nắm chặt lấy cánh tay Hi Chu, khẽ run rẩy. Hi Chu hiểu rằng mẹ cô đang cố kiềm chế cơn giận, nhưng cô cũng cảm nhận được sự xấu hổ sâu sắc của Kim Yun Hee. Trước khi trở thành phu nhân, bà từng sống nhờ vào nghề giọng nói và trải qua một cuộc hôn nhân đầu đầy sóng gió. Bà ghét phải nhớ lại những chuyện đó hơn cả cái chết. Sự phủ nhận mạnh mẽ đó càng làm Hi Chu thêm tổn thương nếu con còn khiến mẹ tức giận nữa, mẹ sẽ đưa bố con vào viện tâm thần, chứ không phải viện dưỡng lão đâu. Hi Chu cứng đầu trợn tròn mắt. Dù là đánh nhau hay báo cảnh sát, cũng đừng làm ẩm ý lên. Dù sao cũng chỉ là một ông già, dụng vài cây răng thì có gì đâu. Thử xem nếu tên của chủ tịch Hong bị lôi vào chuyện này thì sẽ ra sao. Trước lời cảnh cáo đầy đe dọa ấy, Hi Chu nghiến chặt răng. Còn rốt cuộc là sao vậy? Kim Yun Hy thở dài, lắc đầu. Đến giờ con vẫn chưa biết điều gì mới là quan trọng. Chuyện của bố con, hoặc là giải quyết trong im lặng, hoặc nếu không được thì che đậy đi. Ánh mắt của bà tuy lạnh lùng, nhưng vẫn duyên dáng vén tóc một cách nhẹ nhàng. Rất nhanh, ánh mắt của mẹ cô dừng lại ở một điểm. Đó là nơi bếp xa ơn đang được đám đông vây quanh. Vị trí này vốn dĩ đã quá cao đối với con. Biết vậy rồi thì phải thể hiện cho tốt. Giữa đám đông toàn đàn ông, anh vẫn nổi bật với vẻ điển trai xuất chúng. Đây là cảnh tượng quen thuộc với Hi Chu. Bố cục này, khoảng cách này, trước đây chưa từng thay đổi và giờ cũng không khác gì. Trước khi mất đi tất cả, cảm xúc của cô lập tức rơi xuống vực thẳm. Mẹ cô lại vui vẻ chào hỏi mọi người bằng giọng điệu rạng rỡ, "Ồ, phu nhân Chung." Hi Chu nép mình sau cột lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở rối loạn của mình. So với cổ tay bị cào rách vì móng tay, việc bị chính mẹ ruột coi như kẻ không mời mà đến còn khiến cô đau lòng hơn. À, thuốc đã ngừng uống rồi. Mỗi lần gặp mẹ, cảm giác trầm uất cô hữu lại ùa về. Lúc này đã là 9 giờ 50 tối. Nhưng nghĩ đến việc phải làm, biểu cảm của cô lập tức thay đổi. Cảm giác bất lực biến thành năng lượng, sự tuyệt vọng truyền hóa thành sức sống tất cả như một phép màu đến từ chiếc điện thoại có những việc còn quan trọng hơn cả việc duy trì mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa hi chu cầm lấy một ly sâm panh đi ngang qua uống cạn trong một hơi sau đó cô nắm chặt túi sách bước về phía phòng vệ sinh hôm nay các cậu có thấy hong hi chu không à thấy rồi à một tiếng kèm theo âm mũi lạ lùng tiếng nói phát ra từ phòng trang điểm đối diện. Hi Chu đang rửa tay thì khựng lại. Cô ta thật trơ chẽn, chiếm lấy vị trí của In A mà chẳng chút hổ thẹn. Nói mới nhớ, lâu rồi không gặp anh Sa Ion, anh ấy bây giờ khác trước nhiều. Có lẽ nên nói là trưởng thành hơn. Vị trí đó vốn dĩ là của In A. Tiếng hét chói tai khiến Hi Chu không khỏi dùng mình. Tôi đã nói từ lâu rằng cô ta rất kỳ lạ mà lại cái lý thuyết kỳ quái của cậu. Dù đang trách móc nhau, nhưng tiếng cười của họ lại đầy vẻ thân thiết. Từ lúc cô ta còn ở bên cạnh in a lo liệu đủ thứ, tôi đã thấy cô ta kỳ quặc rồi. Ít nói, ánh mắt hay lảng tránh, hiện diện mờ nhạt, trông thật ảm đạm. Có khi cô ta học ngôn ngữ ký hiệu chỉ để bám lấy cô con gái lớn của nhật báo San Kiung, kiếm chắc lợi ích cũng nên. Nhưng không ngờ, Cô ta còn cướp cả vị hôn phu của chị mình. Hi Chu bất lực để mặc dòng nước chảy ào ào. Từ trường mẫu giáo tư thục đến trung học phổ thông thuộc đại học danh tiếng, những người bạn của Hong In A vốn dĩ đã chẳng ưa gì sự hiện diện của Hi Chu. Hi Chu là cầu nối giao tiếp của chị mình, nên thường xuyên phải hòa vào đám bạn đó. Nhưng vấn đề là, từ khi Hong In A biến mất, đủ loại lời đồn đại bắt đầu lan truyền khắp nơi ý tưởng về cuộc sống riêng tư bẩn thỉu để đe dọa bách xa ơn thực chất cũng lấy cảm hứng từ những lời đồn thổi từ đám bạn của chị cô rốt cuộc cô nhóc hong in a đã đi đâu rồi vẫn chưa có tin tức gì sao nhưng chắc cô ấy không chết ở đâu đó chứ đừng nói mấy câu đáng sợ như vậy hi chu ngẩng đầu lên nhìn vào gương khuôn mặt đầy tổn thương của cô trông ảm đạm đúng như những gì bạn bè của chị cô đã nói như thể phản chiếu những việc cô đã làm sau lớp vỏ giọng nói ra. Bây giờ đã gần 10 giờ. Thang máy vừa mở ra, bầu trời đêm đen như mực lập tức ùa vào. Sân thượng trên tầng cao nhất. Dù là không gian mở, nhưng vì thời tiết lạnh lẽo nên chẳng có ai ở đó. Tiếng tút tút vang lên. Dù khung cảnh đêm bên ngoài lan can rất lộng lẫy, nhưng Hi Chu chỉ thấy nhàm chán. Mỗi lần thở ra, Hơi lạnh đều tan biến trong không khí. Alo, 406, tôi nghe đây. Kỳ lạ thay, sống mũi cô lại cay cay, khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy, đôi mắt của Hi Chu như bị ong chích, bắt đầu nhói lên. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại mím chặt môi. Có chuyện gì? Anh dường như nghĩ rằng sự im lặng này là điểm xấu, phản ứng rất nhạy bén. 406 trước sự thúc giục nghiêm nghị của anh cuối cùng cô cũng không nhịn được mà lên tiếng khi vị hôn thê biến mất và hong hi chu thay thế cô ấy anh đã cảm thấy thế nào hi chu như quyết tâm tự cắt vào lòng mình cô thà chịu thêm đau đớn thêm khổ sở mong rằng cơn đau âm ỉ này có thể biến mất ừm tôi hiểu khi đó anh hẳn đã không dễ chịu cũng gần như vậy cô nhắm chặt mắt lại nói chính xác lúc đó tôi hoàn toàn trống rỗng một đứa trẻ còn quá trẻ đã phá hỏng kế hoạch của tôi khi đó tôi buộc phải lên kế hoạch lại từ đầu thật là phiền phức câu nói ấy hoàn toàn đúng với phong cách của anh hi chu cười khổ ngồi xuống lan can muốn mở lời và tạo sự đồng cảm không gì hiệu quả bằng một chút chuyện phim anh cũng có lý do của mình cô ấy không có tiền không có mối quan hệ không có cổ phần công ty phạm vi công việc quá hẹp với vai trò là con dâu một gia tộc chính trị thì hoàn toàn không có năng lực xã giao chỉ nhận lại những đánh giá tiêu cực người ta vốn không coi cô ấy là một người đáng được tôn trọng cô ấy chỉ là nhìn xa xăm về bầu trời đêm tối đen ánh mắt cô trống rỗng cô ấy chỉ là một phần phụ lục của hong in a mà thôi cô bật cười khẽ không kìm được mà cười chế giễu chính mình buồn cười nhất là anh ấy chắc chắn cũng biết điều đó. Giọng nói của cô kéo dài, ly sâm panh vừa uống liên tục ban nãy lan tỏa khắp cơ thể, mang lại cảm giác nóng rực. Thế nhưng, mỗi lần muốn trốn thoát, cô ấy lại luôn do dự. Vì không đủ can đảm, vì sự an nhàn của gia đình giàu có. Hong Hi Chu chính là như vậy, yếu đuối khuất phục trước đồng tiền. Thật ra không nói ra còn tốt hơn, nếu nói, có lẽ sẽ bốc khói đen mắt. Hi Chu Đông đưa đôi chân bên ngoài lan can. Bét Sa ơn vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Đột nhiên cô nhận ra mình đã nói một mình quá lâu. Này! Hi Chu dò hỏi và đầu dây bên kia truyền đến tiếng nghiến răng đầy bực tức. mươi 28 406 Cái gì cơ? Lẽ nào cậu luôn mang suy nghĩ như vậy đến gặp Hi Chu sao? Giọng anh ta kìm nén cơn giận. Tôi không hiểu cậu lấy từ cách gì mà hạ thấp cô ấy như thế. Cái gì? Chỉ là kiểu tình yêu này, đúng là khiến người ta phát điên. Dường như điện thoại bị đưa ra xa, giọng nói trở nên không rõ ràng. Cái đó, nếu cậu còn không biết điểm tốt của cô ấy, thì đừng đe dọa nữa. Cậu không có tư cách, là người mong tôi thất bại, 406, cậu thật là tệ hại. Những lời nói cứng rắn và hơi thở nặng nề va vào nhau. Thường ngày tôi còn có thể chịu đựng những kẻ ngốc xung quanh mình. Khoan đã, anh ta lại đang chửi người nữa rồi. Càng hiểu rõ cậu hơn, 406, tôi càng thấy cậu chẳng có điểm nào đáng giá. Qua ngữ cảnh, rõ ràng Bách xa ơn đang bênh vực cô ấy. Nhưng Hi Chu lại cảm thấy như mình bị mắng, tâm trạng trở nên phức tạp. Một cảm giác phản kháng nhỏ bé dâng lên trong lòng. Đó là vì anh không hiểu cô ấy. Tôi không hiểu sao. Anh ta cười khẩy một tiếng. Nếu tôi không hiểu cô ấy, thì ai hiểu? Hi Chu không phải là người trầm mặc, mà là người tinh tế quan sát mọi thứ xung quanh. Cô ấy không phải không biết giao tiếp, mà là vì phần lớn mọi người đều vô lễ với cô ấy chứ. Nói cô ấy hẹp hòi là vì cô ấy đam mê với công việc của mình. Nói cô ấy khuất phục vì tiền, đó là vì... Bác xa ơn từ đầu đến cuối đều tràn đầy sự tự tin. Cô ấy yêu mẹ của mình. Nghe câu nói ấy, nước mắt cô đột nhiên tuôn rơi khối cảm xúc phồng to thối giữa bên trong dường như ngay lập tức phát nổ vỡ tung âm thanh chấn động vang lên trong tai cô hi chu vội dùng tay lau đi đôi má ướt đẫm hơn nữa nếu hi chu thật sự có thể bốc khói thì mọi chuyện lại càng đơn giản tôi là tay nghiện thuốc lâu năm cách hút thuốc thì tôi biết rõ người đàn ông cộc cằn gãi cổ bật cười lại ý gì đây khói khói là đang nói về thuốc lá sao lúc này cô mới cảm thấy vai mình bị gió lạnh thổi qua và nhớ ra chiếc khăn choàng đã bị mất từ lúc nào hi chu vội vàng đưa tay che miệng rồi bất chợt nấc lên anh dựa vào cái gì mà hước anh biết được gì chứ ngay cả chính cô cũng không rõ mình đang nói gì chỉ buột miệng thốt ra những lời lộn xộn không phải là bộ não vốn đã tê liệt mà chính trái tim lạnh lẽo đầy đau thương đã thôi thúc cô nói ra những câu chuyện cũ kỹ này chẳng phải anh đã ra nước ngoài rồi sao khoảnh khắc này cô không còn là kẻ dùng giọng nói giả để đe dọa người khác mà chỉ là chính bản thân cô mà thôi các người bên nhau bao lâu rồi mà dám vờ như hiểu cô ấy đừng hiểu lầm trong quãng thời gian của hong hi chu anh vốn dĩ không hề tồn tại giữa các người chẳng có gì cả cô thở hổn hển Vô thức lau đi đôi mắt đang ướt của mình. Đối phương không nói gì thêm, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của anh ta. Hi Chu nhận ra anh ta đang bước đi với tốc độ nhanh hơn. Tôi từng bị rối loạn ăn uống khi còn nhỏ. Cái gì cơ? Khi đó, Hi Chu. Đúng lúc quan trọng, giọng nói của anh đột nhiên ngắt quãng. Dường như anh ta lại đưa điện thoại ra khỏi tai, rốt cuộc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Alo, alo tìm cô bỗng dưng trở nên căng thẳng nhưng không nhận được câu trả lời nào hi đang ở đâu chỉ là lần này giọng anh ta nghe không giống đang nói với cô mà là với một người khác giọng nói cứng nhắc đứt quãng truyền tới hi chu chỉnh lại mái tóc bị gió mùa đông thổi tung lúc này hơi men trong cô đã dần tan đi đôi chút vì có mặt trẻ con nên tôi đã quá sơ ý anh ta nói tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra khi đó đến ăn uống hay nói chuyện tôi cũng thấy chán ghét cái gì tại sao hi chu vội vàng chen vào câu nói lại bị ngắt hi chu đưa tay ôm chán cảm thấy mình đã quá nóng vội có phải mình hỏi gấp gáp quá không bác xa ơn im lặng rất lâu dường như đang tìm từ thích hợp hoặc cũng có thể có những điều anh không thể nói ra cuối cùng anh cũng lên tiếng cứ coi như là do tuổi dậy thì đến quá dữ dội đi. Dù không hiểu rõ lắm, nhưng Hi Chu khẽ gật đầu. Nhưng trước mặt Hi Chu, mọi thứ đều trở nên tự nhiên. Dù có bị phát hiện đang khóc hay nổi nóng, tôi cũng không cảm thấy xấu hổ. Quả thực, bexa xa ơn trước mặt cô ít dè dặt hơn so với khi ở trước người khác. Từ cử chỉ đến cách nói chuyện đều khác biệt, lúc đó cô chỉ nghĩ rằng anh đang xem thường mình khi còn nhỏ một góc trong tâm trí bỗng nhói lên khiến cô nhận ra sự tự ti thật đáng sợ khi đó tôi nghĩ rằng vì cô ấy còn nhỏ không biết nói gì vụng về và sợ tôi nên tôi mới coi thường cô ấy khi đó là như vậy đột nhiên giọng nói của anh trở nên lạnh lùng hơn hi chu u ám giọng anh mang theo chốt chế nhạo và khinh thường này biển cả cũng u ám sao cậu nói thử xem khi thế giữ dội không chút che giấu đó khiến cô bất giác co vai lại, ôm chặt bùng. Giọng nói của anh còn lạnh hơn cả cơn gió mùa đông. Nếu cậu chỉ đến mức này, thì hãy rút lui đi. Dù lời nói lạnh lùng, nhưng cô lại cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ trào dâng trong lòng. Tại sao từ nãy đến giờ, anh cứ như vậy, dựa vào đâu mà chỉ trò tôi? Hi Chu khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, cố gắng phản bác, nhưng lại bị ngắt lời cậu có biết cô ấy đã lặp đi lặp lại cùng một hành động hàng chục hàng trăm lần mới trở thành người trưởng thành như hôm nay không những ngày tháng mà hy chu đã trải qua nếu không phải là một cuộc đấu tranh thì đó là gì trước mắt cô trở nên mờ mịt trong lòng như có thứ gì đó đổ sụp tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng cô ấy không phải là thứ phụ thuộc mà là một cá thể hoàn toàn độc lập vì vậy xin đừng tùy tiện bàn tán về vợ tôi cô gọi cuộc điện thoại này không phải để nghe những lời này hôm nay những lời cay nhiệt của bách xa ơn lại bất ngờ trở thành sự an ủi cho trái tim tan vỡ của cô đối diện với cảm xúc mâu thuẫn này hi chu nhất thời không nói được lời nào những lời ác ý của bạn bè chị gái cô từ lâu đã phai nhạt trong ký ức cuộc điện thoại này khiến cô hoàn toàn quên mất hiện thực lúc này hi chu không kìm được mà muốn hỏi có phải anh luôn dõi theo tôi có phải vì tôi còn nhỏ, ngây thơ nên anh ghét tôi không? Nhưng những câu hỏi đó bị cô ép xuống, biến thành giọng điệu chất vấn. Vậy tại sao lại xem Hong Hi Chu như người vô hình? Cô ấy đã từng nói điều đó với cậu chưa, 406? Hỏi câu này đột một thế, chẳng lẽ tôi không hiểu cô ấy sao? Đúng lúc đó, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hi Chu vô thức quay đầu lại hai người đều cầm điện thoại áp vào tai nhìn chằm chằm vào nhau anh bác xa ơn vừa nhìn thấy hi chu ngồi nguy hiểm trên lan can liền lập tức nhét điện thoại vào túi anh nhanh chóng bước tới sắc mặt u ám hi chu hoảng hốt vội nhét điện thoại vào túi sách người đàn ông không chút do dự ôm lấy eo cô nhấc cô xuống đất cô muốn chết à giọng nói sắc bén của anh như lưỡi dao rạch qua cô ơ ờ, quần áo thì vứt lung tung còn leo lên lan can làm gì chứ hước hi chu bị tiếng quát như sấm sét của anh dọa đến mức lại nấc lên vừa rồi còn đang nói chuyện điện thoại giờ cô đã cứng đờ không thể nhúc nhích anh đưa tay lau qua khóe mắt mình lẩm bẩm hà tôi tìm cô cả bùi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh lòng hi chu dâng lên một cảm giác tội lỗi không rõ lý do Bét xa ơn đang cầm trên tay chiếc khăn choàng cô để quên trong phòng vệ sinh trường học không dạy cô rằng không được đi một mình đến nơi tối tăm nguy hiểm sao anh cau mày bất ngờ véo má hi chu một cái á à, môi cô chu lên như một con cá chiếc mũi của anh gần như chạm vào má cô chỉ cách một chút xíu Hồng hi chu mà cũng uống rượu sao hi chu giật mình khuôn mặt anh lại càng lạnh lẽo hơn Vậy cảm giác uống rượu rồi leo lên đây thế nào?" Anh mỉa mai, vừa nói vừa khoác khăn choàng lên vai cô. Hi Chu nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của anh, trong lòng trỗi dậy một sự thôi thúc muốn phá tan vẻ bình thản đó. Tại sao, trước đây anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Tại sao lại phải như thế này? Tại sao không để chúng ta cứ giả vờ là vợ chồng? Cô mở miệng, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra lời nào. Dường như, bất kể đối diện là ai, giọng nói của cô vẫn không thể trôi chảy. Bét xa ơn dường như hiểu ánh mắt của Hi Chu, khẽ nghiêng đầu. Cô đang nói chuyện điện thoại à? Hi Chu giật mình, đảo mắt qua lại, ánh mắt anh càng trở nên sắc bén. Nếu không nói chuyện, tại sao còn áp điện thoại lên tai? Anh siết chặt eo cô, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt cô. Hi Chu chịu đựng ánh mắt của anh, môi cô khẽ mấp máy mẹ anh cúi người xuống đối diện đọc khẩu hình của cô à anh thì thầm nhưng lông mày cau lại rõ ràng không tin tưởng lắm dù vậy Sa ơn vẫn không đứng thẳng lên mà tiếp tục chăm chú nhìn môi cô a à, Hi chu đột nhiên cảm thấy choáng váng cơ thể hơi lảo đảo đồng thời cô bị anh bế lên Sa ơn vẫn giữ tư thế ôm lấy eo cô nhấc cô lên cao. Đây là hình phạt. Ngón tay của anh ấn nhẹ vào eo cô, như để lại một dấu ấn. Vì chênh lệch chiều cao lớn, anh dễ dàng nâng cô lên như đang di chuyển một món đồ. Hi Chu buộc phải ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lấy vai anh để giữ thăng bằng. Lạnh như thế này mà cô còn, thôi, không sao. Cầu thôi, không sao, này, cô đã nghe anh nói không biết bao nhiêu lần. Thực ra anh cũng cố ý kiềm chế lời nói của mình. Đôi môi đầy vẻ không hài lòng của anh nhanh chóng bĩu lên. Cái lạnh của mùa đông từ lâu đã bị cô bỏ quên. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 29. Vừa lên xe, Hi Chu lập tức ngủ thiếp đi, cô ôm chặt túi sách trong tay, thi thoảng mở mắt cảnh giác nhìn xung quanh, rồi lại cúi đầu tiếp tục ngủ. Hơi thở của cô thoang thoảng mùi rượu sâm panh. Bét xa ơn chỉnh lại đầu Hi Chu đang nghiêng qua lại, rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Lúc này, người đàn ông lấy điện thoại từ túi áo, nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi đã kết thúc, đôi mắt lạnh lùng. 406. Ngay từ đầu, anh đã tính toán việc tiết lộ sự thật với cô. Tuy nhiên, anh không định làm điều đó vào thời điểm ấy, cũng như bằng cách đó. Ban đầu tôi chỉ định bịa ra một câu chuyện đơn giản để kéo gần khoảng cách nhưng khi kẻ đe dọa bắt đầu xúc phạm hi chu mọi thứ đã rơi vào hỗn loạn nếu lúc đó anh cũng đồng tình trách mắng hi chu có lẽ mọi chuyện đã khác bác xa ơn nhìn vô thức ra khung cảnh lướt nhanh bên ngoài hàm nghiến chặt lại nhưng anh không thể chịu đựng được chết tiệt thật khi anh còn đang nhíu chặt mày điện thoại bất ngờ rung lên trước âm thanh bất ngờ ấy bác xa ơn ngay lập tức bắt máy ánh mắt liếc về phía hi chu từ đầu dây bên kia, khi anh còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói gấp gáp đã ngắt lời anh. "Tiền bối, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi." Từ từ nói, anh hạ giọng để không đánh thức Hi Chu, đồng thời cẩn thận vén những lọn tóc rơi ra của cô ra sau tai. "Là kẻ đe dọa, anh có biết rằng cuộc gọi của anh kéo dài hơn 10 phút không? Nhờ đó chúng tôi đã định vị được hắn, truy dấu thành công." Giọng nói phấn khích của trợ lý vang lên. Bexa xa ơn chỉ hơi nhướng mày một chút. Thời gian đã lên tới 10 phút sao? Điều này không phải là lỗi mà anh thường mắc phải. Ngay gần đây thôi, chính là khách sạn nhỏ ở Gong Đông mà anh đã đến hôm nay. Gì cơ? Ánh mắt của Bexa xa ơn cuối cùng cũng rời khỏi Hy Chu. Có vẻ như đó là một người đã có mặt tại sự kiện của tờ nhật báo San Ki Ung hôm nay. Anh khẽ cười lạnh, đây rõ ràng là một trò đùa ác ý với anh, so với việc đối phó với người lương thiện, Bách Sa ơn đã quen làm việc với những kẻ tội phạm. Tuy nhiên, 406 lại khác biệt, là kẻ khiến anh ngày càng muốn loại bỏ. Tên này cố tình nhắm vào điểm yếu mà anh muốn che giấu, đúng là bậc thầy chơi đùa với người khác. Bách Sa ơn quyết định đích thân điều tra những khách mời, nhân viên tạm thời và nhân viên chính thức tại sự kiện để tìm ra điểm chung. Tiến độ giải mã giọng nói đã đến đâu rồi? Bexa ơn hỏi bằng giọng trầm thấp. À, dạ, đây không phải giọng nói biến đổi thông thường mà là giọng đã được mã hóa. Dù rất khó xử lý, nhưng họ đang giải mã từng lớp một. Anh kéo lại chiếc khăn choàng bị tuột của Hi Chu, nhưng vẻ u sầu trên mặt vẫn không biến mất. Sau khi đưa Hi Chu về nhà, Bexa ơn lập tức đến văn phòng số 3. Trong văn phòng tối đen, vài nhân viên vẫn đang làm việc trước máy tính, chưa rời khỏi. Vừa bước vào, bác đồ chê với gương mặt mệt mỏi lập tức đi theo sau, tay cầm một sấp báo cáo dày cùm. Tiền bối, anh đã nhận được thông báo từ cảnh sát chưa? À, Bét Sa ơn đang cởi áo khoác thì dừng lại. Vì bận rộn với sự kiện của tờ nhật báo San Kiung, anh đã để trợ lý xử lý việc này. Vấn đề về cha ruột của hi Chu vốn dĩ không khiến anh kỳ vọng nhiều, anh chỉ trình báo như một thủ tục thông thường. Nhưng thay vào đó, bác Sa ơn nhớ lại hình ảnh Hi Chu vừa gọi điện trên xe. Cô ấy đúng là đã áp điện thoại lên tai. Như thể đang tìm kiếm điều gì bị bỏ sót, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh. Người đàn ông đứng ngẩn ngơ trong văn phòng hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. 998 ga 4568 Cái gì? Biển số xe tuần tra. Tôi cần video từ camera hành trình vào khoảng 3 giờ chiều ngày 14 tháng 10. Yêu cầu này đột ngột đến mức bất ngờ. Đột ngột vậy, chuyện này là sao? Trợ lý nghiêm đầu khó hiểu, bác xa ơn thản nhiên đáp. Tôi muốn xem gương mặt của vợ tôi. Gì cơ? Có vấn đề gì sao? Trợ lý Park mở miệng nhưng không thốt nên lời tất cả thẻ nhớ của camera hành trình trên xe tuần tra và xe của đội hình sự đều đã bị chương trình của tin tặc cục tình báo quốc gia kiểm soát mất bao lâu nữa Bé xa ơn lạnh lùng thúc giục dưới ánh mắt của anh trợ lý park vội vã quay lại vị trí của mình nhưng khi quay người lại park đô chê lập tức xóa đi vẻ mặt ngây ngô thay vào đó là sự lạnh lùng như biến thành một con người khác xin hãy cho tôi xuống xe cái gì cơ tôi không ổn nữa, làm ơn cho tôi xuống xe ở đây. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt của Beck Sa ơn. Đây là gì? Khuôn mặt anh trở nên cứng đờ, Beck Sa ơn không rời mắt khỏi hình ảnh của Hi Chu trên màn hình. Cô nghĩ xe cảnh sát là taxi sao? Cho tôi xuống xe, tôi xin anh. Nhưng đây là giữa đường lớn, làm sao mà? Chỉ cần tôi xuống xe là được, mọi thứ sẽ ổn thôi chuyện này rốt cuộc là sao xin anh tôi xin anh tôi cầu xin anh rè trên màn hình hi chu điên cuồng đập cửa xe thậm chí dùng chân đá mạnh hoàn toàn chìm trong sự hoảng loạn tột độ cùng lúc đó âm thanh rõ ràng vang lên cho tôi xuống xe tôi xin anh là giọng của cô hà anh đưa tay ôm lấy cổ mình làm tách cà phê trên tay bất giác đổ tràn ra ngoài tập tài liệu trên bàn lập tức bị thấm ướt thành một mảng đen nhưng bexa ơn hoàn toàn không nhận ra điều đó đôi mắt rực lửa chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình hong Chu có thể nói chuyện sao nói chuyện sao rốt cuộc là từ khi nào anh dùng hai tay vuốt qua khuôn mặt cứng đờ đôi mắt run rẩy mãnh liệt không sao lấy lại bình tĩnh chuyện này rốt cuộc là sao dù tay áo đã bị cà phê làm ướt anh vẫn chẳng quan tâm Nhấn phát lại video. Gương mặt anh vẫn hiện rõ vẻ bàng hoàng chưa thể tan biến, méo mó một cách kỳ lạ. Tôi không ổn nữa, làm ơn cho tôi xuống xe ở đây. Tôi không ổn nữa, làm ơn cho tôi xuống xe ở đây. Tôi không ổn nữa, làm ơn cho tôi xuống xe ở đây. Đó là một giọng nói trong trẻo không chút tạp chất, anh bắt buộc mình phải nghe đi nghe lại giọng nói của Hi Chu. Nhưng dù lặp lại bao nhiêu lần, anh vẫn không thể tin nổi cái miệng mà gần như cả đời luôn khép chặt ấy, sao có thể phát ra âm thanh? Sao lại có thể dễ dàng, yếu ớt, mong manh đến vậy? Hà, ngón tay anh lại nhấn nút phát lại lần nữa. Tôi không ổn nữa, làm ơn cho tôi xuống xe ở đây. Tôi không ổn nữa, làm ơn cho tôi xuống xe ở đây. Tôi không ổn nữa, làm ơn cho tôi xuống xe ở đây. Ánh mắt người đàn ông dán chặt vào đôi môi của Hi Chu trong video. Lộ rõ vẻ cố chấp kỳ lạ Tròn hai mươi năm, hai mươi năm trời Những năm tháng hy chu luôn chìm trong im lặng Có lẽ chính vì vậy mà anh chưa bao giờ nghi ngờ chứng mất ngôn ngữ của cô Nhưng giờ đây, cảm giác như bị một viên gạch lớn nện thẳng vào đầu Khiến anh tê dại cả phía sau gáy Yêu can ring bio xa ơn nghe bài hát nhạc pop vang lên trong nền Rồi lại nhấn phát lại video một lần nữa Cả đêm dài anh cuối cùng đã chấp nhận một sự thật hòng hi chu có thể nói chuyện đôi lông mày của anh nhíu chặt lại khi mở mắt ra hi chu suýt hét lên vì ánh sáng trói trang của buổi sáng may thay âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng biến thành một tiếng hắt hơi lớn tại sao tại sao lại như vậy bé xa ơn đứng bên giường không chút biểu cảm nhìn chằm chằm xuống cô thay vì đôi mắt lạnh lẽo không chút hơi người điều khiến cô dùng mình hơn là tư thế bất động như tượng của anh. Cô hoàn toàn không thể đoán được anh đã đứng như vậy từ khi nào. Mặc dù vẫn là bộ quần áo giống hôm qua, nhưng có một vài điểm khác biệt nhỏ. Chiếc cà vạt biến mất, còn ống tay áo thì lấm lem vết bẩn. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì mà bộ đồ vốn chỉnh tề của anh lại trở nên bừa bộn như vậy? Hi Chu ôm lấy cổ mình đỏ bừng, cố lùi ra xa anh. Thế nhưng ánh mắt của Bexa xa ơn vẫn yên lặng dõi theo từng chuyển động của cô. Hong Hi Chu, cô ngủ mon chứ? Giọng điệu của anh không giống như đang chào hỏi. Ẩn trong giọng nói ấy là một cơn giận dữ khó hiểu. Nhận ra sự kỳ lạ, Hi Chu nhíu mày. Khi cô không đáp lời, anh khẽ nhếch mép cười lạnh. À, cảm giác này còn tệ hơn tôi tưởng. Anh bật cười khẽ, đưa tay xoa chán. Giữa hai hàng lông mày hiện lên nếp nhăn nhỏ. Trông như thể đầu anh đang đau dữ rồi. Tôi luôn nghĩ rằng Hong Hi Chu là một người im lặng, anh nói thêm, giọng kéo dài nghe đầy vẻ lạ lùng. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi của Hi Chu. Bắt đầu từ sự rung động đó, đúng không? Có muốn thử lại không? Anh liếm môi, chớp đôi mắt mệt mỏi, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi từng nghĩ rằng trên đời này không có bí mật nào tôi không biết, nhưng hôm nay tôi đã bị đánh một cú thật đau anh tựa đầu vào tường, lẩm bẩm, thật là tệ hại. Hong Hi Chu cũng biết cách chọn người nhỉ. Anh quỳ lên giường, sau đó ngả người nằm xuống, từ cơ thể anh thoảng ra hương cà phê nhẹ nhẹ. Hi Chu vội vã muốn rời khỏi giường, nhưng ngay lúc đó, mắt cá chân của cô bị giữ chặt. Lực nắm mạnh hơn cô nghĩ, khiến cô không thể nhúc nhích. Anh giữ lấy mắt cá chân của Hi Chu, kéo thẳng chân cô ra, sau đó đắp chăn lên người cô. Hi Chu nhốt nhát, lại biết chọn người đến mức này, thật khiến tôi. Anh khẽ mở mắt, lầm bẩm nguyền rủa, sau đó, anh ngước nhìn Hi Chu đang đông cứng bằng ánh mắt kỳ lạ. Thật là một cái miệng đắt giá. Hi Chu chỉ biết nhìn anh ngơ ngác, không thốt nên lời. Chương 30. Số thứ tự phỏng vấn 4, 5, 6, hãy chuẩn bị. Hồng Hi Chu ngượng ngùng chạm vào tấm thẻ số gắn trên áo sơ mi của mình, rồi đứng lên trước mắt là khoảng sân rộng lớn và những mái ngói xanh trang nghiêm cô không hiểu bản thân đã bước chân đến đây bằng cách nào hôm nay là ngày phỏng vấn ở phủ tổng thống mặc dù tối qua ngủ rất ngon tinh thần cũng khá ổn định tâm trạng nhẹ nhõm nhưng khi nghĩ đến cuộc gọi tối qua cô không khỏi thở dài như thể bị cảm lạnh có lẽ vì đã uống thứ rượu mà cô thường tránh lời an ủi của người đàn ông đó cứ vang vọng trong tâm trí cô sáng nay cảm giác đó lại quay trở lại. Liệu có thể gặp anh ta ở đây không? Cái cảm giác như có ai đó giữ chặt lấy cổ chân cô, không chịu buông. Sự nóng bỏng và khô giáp ấy vẫn còn lưu lại trên da cô. Hi Chu cố gắng lắc mạnh đầu. Tập trung, tập trung nào. Tạm thời đừng nghĩ gì cả. Đặc biệt là hôm nay, nhất định phải thể hiện thật tốt. Hi Chu nuốt nước bọt trong không khí nghiêm túc, từ từ thả lỏng đôi tay. Tôi thật sự rất muốn đạt được điều này. Kinh nghiệm trở thành phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu tại phủ tổng thống. Chỉ cần có được kinh nghiệm này, dù làm việc tại trung tâm của một thị trấn nhỏ hay tiến xa hơn trong lĩnh vực ngôn ngữ ký hiệu quốc tế, đây sẽ là một bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp. Khi tên cô được gọi vào phòng phỏng vấn, Hi Chu không khỏi giật mình. Khoan đã, khoan đã. Tại sao? Trước mắt cô bỗng tối sầm lại. Anh ấy đang ngồi ở ghế của giám khảo, Hi Chu lập tức né tránh ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông đó. Tim cô vốn đã đập nhanh, giờ càng thêm dồn dập. Vòng phỏng vấn cuối cùng nhằm kiểm tra kỹ năng dịch ngôn ngữ ký hiệu thực tế. Vì vậy, chúng tôi đã mời phát ngôn viên xa ơn đến. Một trong những người ngồi ở hàng ghế giám khảo lên tiếng. "Phủ tổng thống yêu cầu khả năng phiên dịch theo thời gian thực, đặc biệt là tốc độ phản ứng và tốc độ dịch ngôn ngữ ký hiệu." Vì vậy, chúng tôi cần chọn ra người có thể dịch ngay lập tức lời nói của phát môn viên. Dù Hi Chu không phải kiểu người nhầm lẫn chuyện công và tư, nhưng cô không thể phủ nhận rằng ánh mắt của Bét Sa ơn cư dõi theo mình. Cô cố gắng lảng tránh ánh mắt đó, nhưng cái nhìn của anh ta càng trở nên lạnh lùng hơn. Vậy bây giờ, chúng ta sẽ chiếu một đoạn video báo cáo trước đây. Mỗi người sẽ lần lượt lên dịch, các thành viên của hiệp hội ở đây sẽ đánh giá khi màn hình bật lên, hình ảnh bục phát biểu màu xanh lập tức xuất hiện. Người dự thi số 4, phiên dịch viên Hong Hi Chu, xin mời bắt đầu. Hi Chu hít một hơi thật sâu, bước tới đứng trước màn hình. Lúc này, hình ảnh phát ngôn viên Baek Sa ơn cũng xuất hiện trên video. Chỉ cần nhìn cà vạt, chất liệu vest, kiểu tóc và nét mặt của anh ta, cô đã nhận ra đây là bản báo cáo nào và thuộc năm nào. Bài phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày tự trị địa phương lần thứ 8 Khi giọng nói của Bách Sa ơn trong video vang lên, đôi tay của Hi Chu cũng bắt đầu chuyển động Thưa quý vị quốc dân, người dân tỉnh Quy Hồng Búc, người dân thành phố Cong Chu, các lãnh đạo và đại biểu của chính quyền địa phương Thưa quý vị quốc dân, người dân tỉnh Quy Hồng Búc, người dân thành phố Cong Chu, các lãnh đạo và đại biểu của chính quyền địa phương Hi Chu dịch ngôn ngữ ký hiệu một cách chính xác, đồng bộ hoàn toàn với giọng nói của anh ta. Người đàn ông với hai cánh tay khoanh trước ngực chăm chú nhìn từng động tác tay của cô. Đến cả lông mày của cô ấy cũng như giống tôi. Hồng Hi Chu, vốn là một người kín đáo, giờ đây như biến thành một người khác, dịch trôi chảy, nhanh nhẹn, đầy tự tin truyền tải thông điệp. Từng cử chỉ thoải mái của cô tràn đầy sức sống. Bét xa ơn âm thầm kinh ngạc các động tác tay rõ ràng, nhịp nhàng, biểu cảm đa dạng cùng cách gật đầu, chuyển động của lông mày và các cử động phi thủ công khác. sự thay đổi nhịp điệu linh hoạt và đầy sức sống. cô dùng cả cơ thể để thể hiện dấu phẩy, dấu chấm và cả dấu chấm than. Bé xa ơn quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết. từ thân hình nhỏ nhắn ấy toát ra sự thành thạo và cảm giác hiện diện mạnh mẽ. khi nào cô trở nên như thế này? anh nhíu mày như đang cố kiềm nén điều gì đó. Buông bỏ đi, tôi xin cô." Giọng nói của Hi Chu đêm hôm đó lại vang lên bên tai anh, như cơn hè oi ả à", ẩm ướt. Ngay lập tức, cơ thể nóng rực của anh như bị dội một gáo nước lạnh. Đó là giọng nói xa lạ của một Hong Hi Chu mà anh chưa từng quen. Dù đã nghe qua không biết bao lần, giọng nói đó vẫn lạ lẫm, như một phần con người mà vợ anh luôn giấu kín. Ha chiếc bút trong tay anh bị bóp méo đến biến dạng. Trong khi đó, Hi Chu hoàn toàn không biết tâm trạng của chồng, vẫn đang chìm đắm trong việc dịch thuật. Phần trình diễn dịch thuật của các ứng viên số 4, 5 và 6 đều đã hoàn thành. Khi mọi người trở lại chỗ ngồi thở phào, các giám khảo với bút trong tay bắt đầu bận rộn ghi chép. Lúc này, Bách Sa ơn chậm rãi vỗ nhẹ lên má mình, rồi cất lời. Người dự thi số 4, phiên dịch viên Hong Hi Chu. Dù giọng nói không lớn, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía anh. Cuối cùng, cô không thể né tránh, ánh mắt của họ giao nhau. Đó là ánh mắt mà cô đã cố tránh, nhưng cái nhìn của bác Sa ơn còn lạnh lùng và khô khốc hơn những gì cô tưởng tượng. Hi Chu nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, siết chặt hai đầu gối. Phiên dịch viên Hong Hi Chu, cô có biết trước nội dung của bản thảo không? Đôi khi, động tác tay của cô còn nhanh hơn cả giọng nói. Tim cô không khỏi run lên. Sau khi xem phần dịch ngôn ngữ ký hiệu của ba người, tôi nhận ra chỉ có một người khiến tôi cảm thấy sự không đồng bộ rõ rệt. Tôi hỏi lại lần nữa, phiên dịch viên Hong Hi Chu, cô có biết trước nội dung bản thảo không? Khuôn mặt anh khi hỏi lại tràn đầy sự lạnh lùng. Hi Chu cắn nhẹ đầu lưỡi đã cứng đờ của mình, miễn cưỡng gật đầu. Hi Chu bổ sung, với vài đoạn video tôi từng luyện tập. Đồng thời cô dùng ngôn ngữ ký hiệu để diễn đạt. Nghe giám khảo bên cạnh truyền đạt lại, Bách xa ơn khẽ nhớn mày. Vậy có thể thử lại với một video khác không? Được cả. À? Hi Chu căng thẳng bước ra phía trước. Một video mới được phát lên, nhưng đây cũng là một bản thảo mà cô đã quen thuộc. Đó là bản tóm tắt diễn đàn hợp tác địa phương Hàn Nga lần thứ tư. Đó là khi cô mới bắt đầu học dịch ngôn ngữ ký hiệu. Dừng lại. Bét ơn dùng điều khiển từ xa để tạm dừng video. Đây cũng là một bàn thảo mà cô quen thuộc, đúng không? Làm sao anh ta biết được? Hi Chu ngạc nhiên, gật đầu một lần nữa. Sau đó, video được đổi đến 4, 5 lần. Từ báo cáo hội nghị thượng đỉnh ASEAN Cộng 3, Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản hàn quốc phát biểu tại hội nghị chiến lược kinh tế công bằng báo cáo sự kiện mời trẻ em đến phủ tổng thống nhân ngày quốc tế thiếu nhi cho đến bản tóm tắt tăng trưởng sáng tạo do tư nhân chủ đạo được rồi dừng lại đi thật là không có hồi kết bác xa ơn nhìn hi chu bằng một biểu cảm phức tạp khiến cô ngượng ngùng cúi đầu xuống cuối cùng hi chu lấy hết can đảm để thẳng thắn thừa nhận dù đổi sang video nào kết quả cũng sẽ như vậy. Nghe người giám khảo truyền đạt lại, Bexa Sa ơn hỏi tiếp. Tất cả sao? Đúng vậy. Cô có thể giải thích lý do không? Hi Chu ngập ngừng một chút, nhìn vào ánh mắt của các giám khảo rồi trả lời. Có lẽ thể hiện lòng trung thành với tổ chức ở đây sẽ là một điểm cộng. Tôi đã luyện tập rất nhiều các video phát biểu của phát ngôn viên Bexa Sa ơn. Dù cô có luyện tập bao nhiêu đi nữa, anh khẽ nhíu mày. Những video này được chọn ngẫu nhiên, không phân biệt năm hay nội dung. Nhưng ngôn ngữ ký hiệu của cô và giọng nói của tôi lại đồng bộ, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Không chỉ một, hai lần thôi sao? Thật ra, điều khiến Hi Chu băn khoăn hơn cả số lần luyện tập của mình, chính là làm thế nào người đàn ông này lại biết và tạm dừng video một cách chính xác đến vậy. Dù điều này có thể xem như gian lận, nhưng Hi Chu cố tình giảm tốc độ thậm chí làm sai vài động tác. Tuy nhiên, trước mặt Bép Sa ơn, những trò này hoàn toàn vô dụng. Phiên dịch viên Hong Hi Chu, hãy trả lời. Đó là vì tôi bị cuốn hút bởi những bài phát biểu của ngài. Cô vừa nói gì? Bép Sa ơn nhíu một bên mày hỏi lại. Tôi bị cuốn hút bởi những bài phát biểu của ngài. Tôi cũng mong muốn một ngày nào đó có thể trở thành phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu của cơ quan nhà nước. Vì vậy tôi đã quá tập trung xin lỗi, dù ngài có đổi video nào, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Tôi đã nghiên cứu cách phát âm của ngài, đặc biệt là chuyển động của môi trên và răng trên. Giờ đây, tôi có thể dự đoán được phụ âm từ những âm mà lưỡi chạm lên vò miệng. Hi Chu cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, cắn răng tiếp tục giải thích. Cô hy vọng mọi người hiểu rằng cô là một ứng viên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau khi giải thích rằng đây không phải là gian lận, mà là kết quả của quá trình luyện tập chăm chỉ, các giám khảo bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt hài lòng. Bét xa ơn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi một giám khảo mỉm cười truyền đạt lại nội dung, biểu cảm của anh thoáng chốc dịu đi. Thay vì vẻ cau mày nghiêm nghị thường thấy, lần này anh lại có chút gì đó nhẹ nhàng hơn. Phiên dịch viên Hong Hi Chu. Nhưng ngay lập tức, anh thu lại cảm xúc, trở về với vẻ nghiêm nghị những giám khảo ở đây là để đánh giá không phải để phiên dịch giúp cô hong hi chu vui lòng nói trực tiếp bằng lời gì cơ tôi cảm thấy một lớp mồ hôi lạnh dịn ra sau lưng theo lời của giám đốc han jun các vấn đề cá nhân hay bệnh lý sẽ không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chính sách tuyển dụng của họ giống như kiểm tra ẩn danh chỉ tập trung vào khả năng dịch ngôn ngữ ký hiệu vì vậy trong thư giới thiệu giám đốc đã mô tả chi tiết về chứng mất ngôn ngữ kéo dài của Hi chu cô có kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực phiên dịch phát thanh hội nghị giảng dạy tôn giáo giáo dục nên dù điều kiện bất lợi cô vẫn vượt qua được vòng xét duyệt hồ sơ tuy nhiên cô không ngờ rằng bách xa ơn lại đối xử với mình như thế đây chẳng phải là cố tình làm khó cô sao Hi chu cắn chặt đôi môi sắp run rẩy của mình vì cô rất đam mê nghiên cứu tôi vậy tôi cũng rất muốn nghe cao kiến của cô ánh mắt sắc lạnh của anh dán chặt vào đôi môi của hi chu phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn